Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng, có hướng chính là hướng Tây Nam và có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 36m2, có vị trí nằm tại đường Yên Hòa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì là có vị trí là rất gần với lại trục đường chính, đường lớn hay ô tô tránh nhau. Cách cái trục đường chính chỉ khoảng tầm 15m và ô tô con là có thể đỗ ở trước cửa nhà. Vị trí thì là nằm rất gần với lại chợ trung tâm, gần với lại trường mầm non, trường tiểu học, cũng như là hệ thống siêu thị, hệ thống chợ của cái khu vực phường Yên Nghĩa. Thiết kế của ngôi nhà thì là bao gồm 4 tầng, sẽ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Toàn bộ hệ thống ngôi nhà là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Để sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà cho quý khách hàng có thể là tham khảo rõ hơn. Toàn bộ hệ thống mặt tiền của ngôi nhà này được ốp bằng gạch granite kích thước là 60x60. Mặt tiền của chúng ta thì sẽ có hai cửa, cửa chính và cửa sổ phụ. Hệ thống cửa sổ nó sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Cửa chính sử dụng cửa hai lớp, phía bên ngoài là cửa xếp inox và phía bên trong là cửa gỗ kính. Đây là toàn bộ cái không gian ở phía bên trong tầng 1 đây. Mọi người có thể nhìn thấy là tầng 1 được thiết kế là vô cùng hợp lý. Chúng ta sẽ có một khu vực phòng bếp, một khu vực nhà vệ sinh phụ và một cái khu vực phòng khách rất là rộng đây. Thiết kế của tầng 1, sàn tầng 1 rất là rộng ạ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Hệ thống gạch lát nền sử dụng là gạch kích thước là 60x60, hàng granite và lát nền theo cái phong cách là mosaic. Thế cho nên là nhìn vào trong ngôi nhà là cảm giác là phòng rất là rộng, rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống sơn tường cũng như là pháo chỉ này đều được hoàn thiện và trang trí xong hết. Đây là khu vực bếp của ngôi nhà. Hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Tủ bếp thiết kế dạng chữ L cho nên là cái thiết kế rất là đẹp, phù hợp với ngôi nhà cũng như là tiết kiệm không gian. Toàn bộ hệ thống đá bếp cũng như là mặt bếp là đều được hoàn thiện xong hết rồi. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là vòi bằng inox, chất liệu là inox 304. Đây là nhà vệ sinh ở trong tầng 1. Hệ thống cửa nhà vệ sinh sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Trong nhà vệ sinh của tầng 1 thì đều đã được lắp đặt hoàn thiện hết. Hệ thống bồn cầu, nền khối cũng như là hệ thống vòi xịt, hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên trên bồn nước ở trên tầng 4. Gạch ốp tường là sử dụng là gạch kích thước là 30x60. Và ở tầng 1 của chúng ta là sẽ có thêm là một bể nước ngầm, bể nước là 3,5 khối ạ. Mọi người có thể là nhìn toàn bộ cái không gian ở phía trước của ngôi nhà đây. Không gian rất là thoáng. Và ngôi nhà này đã được bên công ty chào bán với giá là 1.660.000.000 đồng. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ chính và một nhà vệ sinh. Trước tiên là mời tất cả mọi người tham quan ở phía khu vực của phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ rất là rộng, có ban công mở ra phía bên ngoài. Đây là cái khu vực ban công ạ. Hệ thống ban công sử dụng là sắt hộp sơn tĩnh điện cùng với lại cái hệ thống sắt mỹ thuật rất là đẹp. Đây là toàn bộ không gian của phòng ngủ tầng 2 đây. Có cửa thông phòng sử dụng là chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Đó, toàn bộ không gian của phòng ngủ chính rất là rộng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống ống chờ điều hòa là đều được lắp đặt và tính toán rất là hợp lý và tỉ mỉ. Cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Sử dụng gạch lát nền
là gạch vân gỗ, cho nên là cái cảm giác vào trong phòng ngủ rất là ấm cúng. Và đây là nhà vệ sinh của tầng 2. Đó, toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh, bồn cầu này, lavabo, sen cây tắm nóng này, cũng như là hệ thống gương soi phụ kiện là đều được hoàn thiện xong hết. Sử dụng tất cả đều là thương hiệu Toto, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Nhà vệ sinh của chúng ta thì sẽ có cửa sổ mở ra ở phía bên ngoài đây để lấy không khí và tăng độ thoáng cho phòng vệ sinh. Gạch ốp tường là sử dụng bằng gạch kích thước là 30x60. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 thì là sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì sẽ được thiết kế là tương tự như ở tầng 2 thôi. Đấy, quý khách hàng có thể nhìn thấy luôn là hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, hệ thống bồn cầu, lavabo, cũng như là hệ thống gương soi phụ kiện này đều được lắp đặt hoàn thiện xong hết rồi. Đây, vào khu vực tầng 3 của chúng ta thì sẽ có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất ạ. Tất cả phòng ngủ nó đều có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Sử dụng cửa thông phòng là cửa gỗ niêm Nam Phi. Toàn bộ hệ thống ống chờ điều hòa là cũng đã được tính toán và thiết kế sẵn rồi. Đây, phòng ngủ rất là rộng, chúng ta hoàn toàn có thể kê được giường, tủ quần áo cũng như là bàn làm việc, bàn trang điểm ở đây. Và đây là phòng ngủ tiếp theo ạ. Thiết kế phòng ngủ rất là vuông vắn, vô cùng hợp lý. Tiếp theo là phía khu vực ở bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một khu vực dùng để máy giặt. Đây, ở ngay phía ô cầu thang là chúng ta sẽ thấy đây là cái khu vực thiết kế là dùng để lắp đặt máy giặt. Toàn bộ hệ thống điện, hệ thống ống cấp nước cũng như là xả nước là đều được thiết kế sẵn ở đây rồi. Đó, và đây là cái khu vực phòng thờ. Phòng thờ có diện tích tương tự như phòng ngủ ở dưới tầng 3 thôi. Và cuối cùng là khu vực sân phơi của ngôi nhà. Chúng tôi đã hoàn thiện xong hết hệ thống mái tôn, chuồng cọp cũng như là hệ thống gạch lát nền. Sử dụng là gạch sân vườn, kích thước là 50x50. Đấy, xung quanh của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy là khu vực dân cư ở rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Tốc độ phát triển rất là nhanh. Và tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 36m2, được thiết kế xây dựng là bao gồm 4 tầng, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Đang được bên công ty chào bán với giá là 1.660.000.000 đồng. Ngôi nhà có hướng chính thì là hướng Tây Nam. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình, em Ánh 0983013403 hoặc 0888041144. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và bất động sản cầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.